Yo, xin chào các bạn, mình là thằng Gạo nè. Hôm nay thì mình sẽ làm video về cuộc sống khác biệt của một thằng độc thân trước và sau khi nuôi mèo nhá. Ok, let's go. Có thể là do cuộc sống xa nhà, một mình giữa thành phố xa hoa, nên nhiều lúc cảm thấy mọi thứ đều vô vị và không liên quan đến bản thân. Mình từng nghĩ rằng là cuộc sống thật sự rất là vô vị. Ngoài việc sống để kiếm tiền ra thì cũng chẳng làm gì nữa.